cũng sửa chân đúng không? Sửa chân, sửa chân, sửa chân. Đa số đều phải làm chân cả. Đây là điều chỉnh vị trí này. Chuyển vị trí. Đây là điều chỉnh cơ thể. Đúng rồi, đây là vị trí ở giữa đây mà. Đây này giữa. Thường không phải thường mà. Chắc chắn là ở giữa. Đủ nhiệt độ rồi, bây giờ 6-8 độ.